Yeah, everything is good, but I have a little sore throat and some cold. Have Oh. cold a little. So I'm so tired today. Okay. Oh. Okay. So if I have less energy today, okay. 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 Oh. But so today we are moving to nice part of unit, okay? Next Okay. part of, okay. Unit, so let's see. Unit 6, okay? Hôm trước Okay. là chúng ta đã học về cái phần liên quan đến comparison đúng không con? Yeah. Okay, so can you tell me about your knowledge of comparison? Comparison. Yes, comparison. Khi lúc đó mà compares bên nào hơn thì subject cộng cho is are am is are am cộng cho cái tính từ hả tính từ tính từ e plus er tính từ có ER, okay, er ER. It's just short. It is a short adjective construction, right? Yes. And what else? Còn mình tính từ dài á là subject cộng is are cộng tính từ more cộng More. từ cộng object. Okay, good. More than, right? Yes. More than. À muốn Okay. đến quên à đến 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 Còn so sánh nhất thì sao con nhỉ? so sánh nhất là subject cộng is am are cộng cộng tính từ cộng ý là est Okay, EST. Good. cộng the rồi xong mới mới cộng tính từ est rồi Okay, sau cộng object good. Okay, how about long attractive? long là subject cộng cho is are am cộng cộng the rồi sau cộng the most most rồi sau tính từ dài Okay, the most the and most tính từ long, dài long attractive and object. rồi sau object. Okay, good. Okay, so today we're moving to next part of unit 6. Okay, Okay. before it we have we will listen to the song Red and Circle. Okay, listen to the song. Okay. Let me find. Let me find a song. CD6. Xin đó. Ta sẽ. CD6. Chưa có xem. Let me trick CD3. CD3 unit. Supermind 4. Unit 6. Chụp lại ta. 4. Unit 6. Nên苦戦するとは。打っちゃえ。波動拳。
これで死ぬから波動拳打ったら。波動拳打て、波動拳打て。波動拳じゃない。Tail. 5. Neck. Okay. Not a dragon. Bigger dinosaur in Argentina. The Giganotosaurus. It's dinosaur film. Student's book, page 72. Can 1. You hear it? Listen yes. to the song. Okay. Read and circle. Read and circle. Last night I had the strangest dream. I went back millions of years and saw amazing things on planet Earth, and I met the most beautiful dinosaur. Its head was bigger than a tractor. Its neck was longer than a tree. Its scales were stronger than bigger than me. It said, climb on my back. I did, and then we flew up high. I saw the moon, the sun and stars on my dino in the sky. Last night I had the strangest dream. I went back millions of years and saw amazing things on planet Earth, and I met beautiful dinosaur. It had the strongest wings on Earth. This dinosaur was faster than light. It took just half an hour for us to fly around the world that night. Last night I had the strangest dream. I went back millions of years and saw amazing things on planet Earth, and I met the most beautiful dinosaur. It was scaly and scary, but beautiful too. The most beautiful, beautiful, beautiful dinosaur. Okay, Anne. Thế còn cái cùng cuối cùng này của con quan trọng là gì đấy? Faster chứ đúng không? Faster than light. Tức là bay nhanh hơn cả ánh sáng đúng không? Faster than light. Okay. Tất cả trong đây chúng ta đều bạn ấy đều chọn là so sánh hơn và so sánh nhất đúng không? Stronger này, faster này. Ok, good. Con nghe thấy rõ thầy cô nói không? Tại vì là cô bị ốm ấy, thế nên là cái giọng của cô có thể là nó sẽ bị hơi ồm một chút nhá. Để kinh nghe cái rõ cô. Ok, good. So look at the beast. Write the name and the picture. Listen and track. Ok. We have this word. Let's see. The first word we have. The first word we have here. Let me see.
từ đầu tiên. Let check. Thường là các cái nhân vật thần thoại này con có biết không? Phoenix. This Phoenix, the You just know about Phoenix. Phoenix, right? number Unicorn. horse, unicorn, Unicorn Pegasus. is six. Six is Hornet. unicorn. So four is Phoenix. Hornet is four. And what about Spinex? Spinix, Spinix, I don't know. Number two is Pegasus. And con cá người là gì vậy cô? Đợi cô chút, Pegasus. Cô còn chưa check ra được cái từ Pegasus là cái nhân vật thần thoại nào luôn. Sorry con, là mấy cái nhân vật thần thoại này cô cũng không biết. Pegasus gì cô? Cái nào cô? Ngựa thần. À, con ngựa thần này là một trong những À. sinh vật nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Yeah, Pegasus, Pegasus. Pegasus là một thiên mã, con ngựa thần có cánh như chim đại bàng. Ok rồi đấy nha, là number two, Pegasus. Yes. Let Thank Jesus. me Number four is the phonics. The sound. Mermaid, mermaid. Ok. Rồi, nàng tiên cá của con sẽ là mermaid. 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 Con ghi cho cô cái từ vựng này luôn nha. Yeah. Sẽ có một số những cái từ vựng mà cô sẽ phải check. Ví dụ như là những cái nhân vật thần thoại này này. Pegasus, vừa nãy con nhớ nó nghĩa là gì chưa? Là cái con Pegasus là con số 2. yes. Con thiên mã đúng không? Con thiên mã có cánh đúng không nào? Cái con này thì em biết. Yeah. Mermaid. Mermaid là nàng tiên cá. Ok. Unicorn thì Ok. con biết rồi đúng không? Dạ. Ok. Chỉ có không biết hai con à. Yeah. À, Sphinx là Yeah. Sphinx là tượng nhân sư á. tự nhiên ngày xưa của Egypt, Đúng rồi, Egypt. có cái mặt con người Đúng mà ở rồi. đằng sau là con sư tử á. Đúng rồi, Sphinx. Sphinx, tượng nhân sư. Còn lại cuối cùng được gọi là nhân mã. Center. Center. Centaur. Ok, centaur. An or nhá. Centaur. Nhân mã nhá. Ok, nhân mã. Đây là tượng nhân sư này, kia là nhân mã nha. Ok. Centaur. Good. Sao cái này vừa nãy cô tra ở trên Oxford không được ta? Cases. Tra Oxford không ra. Ok. Pegasus là con thiên mã. Nãy cô tra ở trong Oxford nhưng mà nó không hiện ra cái này. Oh.
Okay. So repeat after me, Pegasus. Pegasus. Sphinx. Spins. Sphinx. Okay. Mermaid. 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 A unicorn. A unicorn. Okay, a unicorn. Phoenix. 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 Center. Center. Okay, good. Có một cái cấu trúc ngữ pháp tiếp theo có cái phần về grammar focus, con nhìn thấy không nhỉ? Đó là chúng ta sẽ có cái dạng câu hỏi là what does chấm 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 look like, tức là cái mẫu câu này nó sẽ đơn giản với con thôi, thế nên là cô nói nhanh thôi nhá. Yeah. Cái câu này con dùng để hỏi là trông cái gì đó như thế nào. Ok, Dạ. what does, ví dụ này, what chấm chấm what does chấm 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 look like, tức là trông cái gì như thế nào, cái gì đó trông như thế nào nhá, hoặc là ai Yeah. đó như thế nào. Ví dụ người ta còn có này, what does a unicorn look like, tức là cái con unicorn này nó giống như thế nào, trông nó như thế nào nhá. Okay, hoặc Yeah. là what does a phoenix look like. Okay, ví dụ như thế thì nghĩa là cái gì đó nó trông như thế nào, con sẽ dùng cái mẫu câu này để con hỏi, được chưa nhỉ? Okay, đây người Yeah. ta có một số các cái ví dụ này. What does a centaur look like? It half a horse and half a human. Đó, ví dụ như thế. Nó thì là một nửa là ngựa và một nửa là con người, được gọi là Yeah. mã. Okay. Okay. Nhân mã, con biết mã nghĩa là gì không? Mã tức là trong tiếng Hán nghĩa là ngựa. Tiếng Việt mình á có nhiều từ luận của tiếng Hán, thì mã trong tiếng Hán thì nó trong 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 ngôn ngữ tiếng Hán của người Trung Quốc ấy, thì nó mang nghĩa là ngựa, được chưa? Nhân mã, nhân nghĩa là người, được chưa nhỉ? Nhân mã tức là người, ngựa, ngựa người ạ. Ok, Yeah. một nửa là người, một nửa là ngựa. Ok, được Yeah. chưa? Rồi cái phần ngữ pháp này con có cần hỏi gì cô không, bởi vì cái phần này nó cũng không không quá khó với con nên cô không đi sâu nhá. Yeah. Ok. Phần nào mà nó có nhiều cái mà phải nói thì chúng ta mới dừng lại để Yeah. nói nhiều. Ok, let me Giống ai đi see trả lại mà. the secrets. Rồi, con có nhớ là cái đầu bài á là các bạn ấy mới bước đến cái chỗ 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 cái tháp nước này đúng không nào? Yeah. Ok, rồi tiếp tục câu chuyện này nó sẽ liên quan đến phần tiếp theo là the secret door, tức là đằng sau cái cánh cửa này nó có chứa cái bí mật gì. Ok. So Okay. let's see. You are Ben and let me see. You are Ben Horrocks. Okay. Okay. Horax. And yes, I will be Lucy and Zelda. Ok, con còn nhớ hai cái nhân vật hai cái nhân vật Zelda và Horrocks không? Yes, nó Yeah, có vẫn. trong cuốn sách trước luôn. Ok, vẫn là đang đuổi theo các bạn này đấy đúng không? Ở Dạ. trong cái chuyến tàu mà đi qua hầm đấy đúng không? Horrocks Dạ. và Zelda. Ok, good. Next. You are Ben and I am Lucy. Ok. Ben, come over here. What is it? Look, there's a little door. Let's open Good idea. Let's see what's inside. I I hope hope it's not a trap. trap nghĩa là một cái bẫy nhá. Trap. Yeah. I hope it's not a trap. Tớ hy vọng là đây sẽ không phải là một cái bẫy. Yeah. Me too. Now, let's start looking for that line. Nào, bây giờ thì hãy bắt đầu nhìn xuống cái đường hầm này nào. Ok, Horrocks. Now, con là Horrocks luôn, đúng không? Now we got you.
Tiếp tục được con. Give us the map or you have to stay in there forever. We had to get out of the store. What can we do? Look, there's a ladder. Maybe it's a way out. It's our best chance. We can get out there. Let's jump into the pool. But be careful with the map. It's in my jacket. I just hope that Horace and Zedra aren't looking. They are still there, but they can see us. Hey, look here on the side of the pool. As the next time, look down and find Chief's chest. Great. Now let's go. Hurry up. Lucy, run! Oh no, look. Stop, you two! We're going to get you! Vẫn đang trên cái hành trình mà đuổi bắt các bạn này đúng không? Nhưng cuối cùng các bạn đã tìm được lối ra đúng không nào? Yeah. Okay. So read and make the chains. One, Lucy finds you will mask want to stick See. to A to F. Lucy finds. Lucy find a way into the dragon. A way into dragon. Lucy or Ben? Lucy. Lucy. They leave the door open. When they down the stair. Okay, good. When they go down the stairs, good. When Horrocks close the door. Alright, go. They leave the door open là lúc mở cửa hả cô? They leave, leave tức là bỏ lại cái cánh cửa đang mở. Ý là thế, ý là họ mở cửa và họ đi vào trong nhưng họ lại vẫn để cửa mở ở đấy chứ không đóng lại. Thì cái câu này tức là họ leave, leave tức là bỏ lại nha con nhé. Leave nó sẽ mang nghĩa là rời đi và bỏ lại. À, được chưa? Ở trong cái câu này nó sẽ mang nghĩa là con bỏ lại. They leave the door open, tức là họ để lại cái cánh cửa nó vẫn còn mở ở đấy trên đầu. Okay, good. When Horrocks close the door. À, cái này mới là when they go down the stair. When the whole rocks close the door. Khi lúc họ đang đi xuống, cho Khi họ nên đang đi là xuống. they leave the door open. Shut the door. Shut the door is not shut the door. Thì cái này when Horace close the door, shut the door là gì vậy cô? Shut the door tức là kiểu dạng như shut down tức là đóng cái cánh cửa lại á. Let's see next. Lucy has an idea how. Có ý tưởng để mà gì To nhỉ? get out of the Okay, dragon. to get out of dragon. Tức là rời ra khỏi con rồng mình như thế nào, đúng không? Okay. Horrocks and Zelda. Horace and Zeldra. Chỗ này mới là shut the door này. Đóng cánh cửa lại này. Đúng không? Đóng cánh cửa lại để cho các bạn này không chạy thoát đấy, đúng không? Okay, tiếp tục nào. The map doesn't get wet because Because he sure he is going to get the white. Cái này Horace and Zedda mới get the map. Ở đây số 2 là y hả? số 2. They leave the door open. He is sure he is going to get the map. Let's see.
Horatian Yoda. Shut the door. Okay, fine. Là chúng ta sẽ nối với C này. Paul who she has an idea how can get out of. Okay, còn E. Horrocks and Yoda. Okay, sit it down. Lucy had an idea. Okay, when Horrocks the door, he's is sure he's going to get a map. Yes. Câu 3 này con sẽ là Y nhá. Câu 3, when Horrocks close the door, được chưa? Khi mà anh ta đóng cái cánh cửa đấy lại thì anh ta chắc chắn là anh ta sẽ lấy được cái bản đồ từ hai bạn này đúng không nào? Đó, thế mới đúng nhá. Ok, vậy là mình xong nha, done. Được chưa? Cái phần này liên quan đến âm nhá. Y. Một bên. Con sẽ đọc cho cô là âm y này, y ngắn này. Nhá. Y, 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 à, kiểu dạng như là into is idea. Đấy, kiểu dạng. Is Kiểu dạng như là tree này, các thứ này. Ok, còn cái âm còn lại, cái âm màu xanh này của con sẽ là âm y dài, và con sẽ đọc cái hơi nó dài hơn một chút. idea. Feast, à, ví dụ như là feed này, Yeah. beast, à, con sẽ đọc Is. dài hơi ra hơn một chút chút. Còn cái âm y ngắn đằng trước con sẽ chỉ đọc là y thôi, y y Is. đó. Đấy, ví dụ như này, jacket, đấy, y đơn giản như thế thôi. Ôi cô ngạt mũi quá. Sorry con, cô rất là ngạt mũi bây giờ. Không chào cô. Sorry because I'm ill today. Ừ. Little sick. Little sick Ok. today. Yeah. Okay, let's see. Next we are moving to protections. Okay. So, Protection. first you will read it and I will check your pronunciation. Okay. Okay. All animals must eat. Yeah. Animals which eat other animals are called predators. Predators. Predator. Con ghi cho Predators. cô cái từ vựng này này. Ken ghi luôn nhé con. Predator mang nghĩa là động vật ăn thịt. Nhá. Predator là động vật ăn thịt. Nó được gọi là động vật ăn thịt. Yeah. À. À. Là nó ăn những cái động vật khác đúng không nào? Yeah. Ừ. Cái con động vật mà ăn thực vật thì nó gọi là động vật gì em biết không? Hả? Động vật ăn 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 cây đấy ha cơ. Ừ, nó gọi là gì con biết không? Trong tiếng Việt gọi là gì em biết không? Cái này gọi là động vật ăn thịt này. Thế bây giờ động vật mà ăn thực vật thì gọi là động vật ăn gì? Động vật ăn cỏ, nhớ. Được vườn ăn cỏ. Ăn cỏ. Cỏ tức là mấy cái cây cây kiểu dạng như là thấp thấp ngắn ngắn á. Predator, động vật ăn thịt. They are always gì nhỉ con nhỉ? Đọc cái They câu này are always looking for the next meal. nào. Next meal. They are prey. Prey này mang nghĩa là con mồi. Nhớ con nhé. Prey. Tức là con mồi tiếp theo. Con mồi của họ. The animals which they like to eat. Tức là những cái con vật mà nó thích ăn đấy. Được gọi là prey. Tức là những cái con mồi của nó. Must try not to be that next meal. Animals have different tricks to survive. These tricks are very important. Con đợi cô chút thì cô check lại sao cái này nó lại báo 10 phút nữa bị tắt nhỉ? Ồ. 10 phút. Kênh uống nâng xíu được công cờ. Ha, không sao con cứ học đi, đến khi nào nó tắt thì mình vào lại nhé. Con vào lại theo ID và password cũ. Là. Cô đã mua cái gói pro rồi mà.
Ok, three. Tiếp tục nào con. Sẽ must try not to be that next meal. Tức là cố gắng để mà không trở thành cái bữa ăn tiếp theo của những con thú săn mồi này, đúng không? Yeah. Okay, animals have different tricks and survives. Tức là gì nhỉ con nhỉ? Có cái lực chiến đấu khác. Tức là trick ở đây tức là những cái mánh khóe. Survive tức là tồn tại con nhé, tồn tại này, để sinh tồn ấy, tức là nó sẽ có những ý, cái câu này nói là các loài động vật nó sẽ có những cái mánh khóe khác nhau để mà sinh tồn. Ví dụ như là những cái con chuột đấy thì khi mà nó nhìn thấy con đại bàng ở trên cao ấy, thì nó đã phải chạy luôn, đúng không nào? Đấy, ví dụ như thế, nó là những cái mánh khóe hoặc là những cái con thú săn mồi nó cũng phải có cái cách để mà nó săn được cái con thú đấy, đúng không nào? Chứ không thì những con kia nó cảnh giác rất là cao thì bọn này nó sẽ bị đói, đúng không con? Thế thì mỗi một cái con vật nó sẽ có cái trick, tức là cái mánh khóe để mà nó sinh tồn, được chưa? Survive. Survive đây con nó sẽ mang nghĩa là sinh tồn, tồn tại, sống sót nhé con nhé. Tức là thể hiện cho một cái sự thật, đó là mình phải sinh tồn cho một cái gì đó. Ví dụ như con người của chúng ta thì sẽ phải sinh tồn bằng cách nào? Trốn trong nhà. Trốn trong nhà. Trốn trong nhà rồi chết đói à kem? Yeah. Bây giờ cả nhà ở trong nhà ôm nhau, ở trong nhà thì có sống được không? Yeah, không? Không, đúng không? Thế thì con người chúng ta sinh tồn nghĩa là bằng cách như nào? Đi làm kiếm tiền, đúng không? À. Rồi học cách nấu ăn, nấu chín uống sôi đấy, để cách để mà sinh tồn. Nói chung là rồi các con vật khác nó cũng phải như thế. Survive tức là sinh sống, sống sót, tồn tại ở một cái chỗ nào đó, được chưa? These tricks are very important đấy, những cái mánh khóe này sẽ là những cái thứ mà cực kỳ quan trọng với mỗi loài, được chưa? Hay thế mẹ cầm cái cây roi là bay ở trên mặt trước. À, đấy được gọi là sinh tồn của con đây, đúng không? Yeah. Thú vị nhờ. Cũng đúng ha, mẹ mà cầm Yeah. roi là phải chạy luôn rồi chứ, đâu có để cho mẹ tóm được đâu, đúng không? Yeah. Chứ mong nó sưng mất tiêu. Ok, rồi next. Chúng ta có chúng ta sẽ đọc cái đoạn tiếp theo nhé. Bây giờ con đọc cho cô trước đi nào. Speed. Số 1 là speed. Cái số 1 con trong You it are an là cái tốc độ, đúng không? Yeah. No. You are an entropy. Nope. Nên đọc sao vậy cô? Entropy. Antelope. Entropy. Antelope. 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 And you see a big cat while watching you throw the grass. Okay. So what do you do? Run. Speed in the Simplest way. simplest way, and one that is used by many animals, fish and birds. Prey Prey. animals, Prey prey animal. animals that are faster than their predator. Predators. Pre nhé con nhé. Predator Yes, predator. have Have a a good good chance. chance of escaping. Okay, They can't eat prey that they can't catch. okay. Ok, chúng ta sẽ có cái từ là escape. Escape nghĩa là gì con còn nhớ Escape là trốn. không? Ờ, đúng rồi, trốn.
I escape. Antelope. Antelope tức là con gì nhỉ? Con gì đấy con? Ra hình như nó cũng không phải là con này. Cái con này mang tên là con linh dương. Con linh dương. Con linh dương nhá. When my mom have cái gậy, I escape to them cái giường. Escape. I will be escape for survive. Right. Rồi sẽ ngay lập tức trốn tẩu thoát để mà tồn tại, để mà sống sót khỏi cái cây gậy của mẹ đúng không? Khỏi cái cây roi của mẹ. Yeah. Ok, number two. Two Looks. nào. Looks tức là quan sát à? Weapons là vũ khí này. Poison là tiết ra chất độc. Số 3 là weapon, số 4 là poison. Con đọc cho cô là weapons, Weapons. vũ khí của cái con đấy nhá. Yeah. Yeah. Weapons. Weapons. Từ này con đọc cho cô là porcupine. 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 Ok. Porcupine. Good. Số 3 là con chọn là weapons là đúng này. Cái vũ khí của con này chính là gì đây nhỉ? Porcupine là tạo các cái lông, cái gai ở cái trên lưng của con nhím. Yeah. Ừ. Cái nên nó dính vô là khó lấy gà. Chính xác, nó sẽ bắn. Just look at this for example. Let me see. Ok. Rồi có cái này là porcupine này là con nhím nhá. Yeah. Cái Cái này là spike, spike. Yes, spike. Spike, cái này mới là lông nhím nha con nhá, các cái gai. Gai nhá. Gai, gai thì đúng hơn bởi vì nó rất là cứng, để nhọn. Nó là weapons, là vũ khí ở con porcupine, con nhím. con sư tử cũng không dám gần nó luôn. À rồi, ok, four, four sẽ là liên quan đến poison nhé, con nhé, poison là chất độc. Person. Chất độc này sẽ là của cái con này. Yeah. Dart frog God là cái frog. con này được gọi là con ếch phi tiêu à? Dart frog. Để cô tìm tên thực sự của nó là gì nhá. Cái con này nó có độc quá, cho nên ngày xưa là người ta lấy con này người ta chép vô Đúng mà rồi, cái phi tiêu con độc đấy đúng không con? cái chiêu độc quá cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Con này được gọi là ếch phi tiêu độc nhá con nhá. Ếch Nó phi tiêu độc. tên chính xác của nó sẽ là Poison Dart Frog. Được chưa? Ồ. Nó sẽ có cái từ poison này phía đằng trước nữa, thêm trước trước hai cái từ màu đỏ này nữa. Được chưa? Nó được Dạ. gọi là con ếch phi tiêu độc. Ồ. Ừ. Rồi. Con số 2 thì của chúng ta sẽ là looks, đúng không nào? Ừ, Nhìn. looks tức là quan sát. Quan sát À thì look. thấy. Looks ở đây nó mang nghĩa là nó sẽ mang nghĩa là con hóa trang.